Xin lại thêm có thằng này nữa. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Các bạn được tên gì mau? Dạ, con được cách đây 17 năm. Lấy chồng quá mổ bệnh viện 8 ngày không cầm máu. Mà con khi này không biết người sao nữa, con chỉ nhà cây trấn vai chúa và mẹ. Nhưng mà con vào đấy mẹ ơi. Mẹ... Chưa bạn được ơn gì vắn tắt thôi. Dạ. Được ơn gì? Được ơn con về nhà thờ Tân Định cầu nguyện là được ơn cầm máu. Con gọi về mẹ ơi bác. Thôi được rồi, ơn cầm máu là một, rồi ơn thứ hai. Bà được ơn gì? Ơn thứ hai là con bị tái biến rồi đột quỵ, mà con cùng cầu xin Chúa ơn thương lòng thương xót là Chúa cho con được khỏe, được đi được đây, nhưng mà giờ cái đất. Rồi bà bao nhiêu tuổi? Dạ con 70 tuổi á. Còn bà tên gì ở đâu? À, Maria Võ Thị Liên ở giáo xứ Hoa Xuân. Vâng, bà cụ 70 tuổi bị tai biến và gì nữa? Đột quỵ, hôm nay bà đã được khỏe và đến đây làm chứng cho Chúa, tặng cho bà cái máy 307 dặm lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho bà. Rồi, mời bà. Rồi, bà được ơn gì?